chồng. Má mày chết tao nè. Mày muốn mang bệnh trước tòa không? Đâu làm gì được nó. Mày lừa nó 200. Nó kêu nó lụi cho chơi sida nè. Gần đây, trên nhiều tuyến xe buýt xuất hiện các băng nhóm chuyên dùng kim tiêm dính máu dí tặng vào mặt hành khách đòi tiền. Những đối tượng này ngang nhiên uy hiếp hành khách giữa ban ngày mà không tài xế lơ xe nào dám lên tiếng. Bám theo những tuyến xe buýt, phóng viên truyền hình Tuổi Trẻ đã ghi lại hoạt động của nhóm cướp tiền trắng trợn này. Ngày 20 tháng 3 năm 2013, người đàn ông mặc áo trắng đứng nép sát trong bức tường ở khu vực Bùng Binh Phú Lâm, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh này, tên là Vinh Đen, 30 tuổi. Ít phút sau, Vinh Đen và đồng bọn lên xe buýt mang biển kiểm soát 62L3082 chạy tuyến Chợ Lớn, Long An. Vừa lên xe, Vinh Đen đã rút ngay kim tiêm dính máu ra dí vào mặt của sinh viên đòi tiền. 200 nữa mới đủ. Rồi. Ai cũng vậy chứ phải gì nữa. Ủa 100 mà. 100 một chỉ. Nó bài vậy là 200 nữa. Tôi đủ luôn em. Mày muốn mang bệnh trước đời không? Má lên người đi bán người khác nữa nghe không? Vậy là anh nói rồi. Hả? Là hai vậy. 200 đưa ba mà. Thì nếu không đưa 200 không đưa nó kêu nó lụi chứ sida nè. Lúc này nó nói anh sao? Chưa đưa nó 200. À. Không không muốn người sida lấy tiền giúp ông kia tiền đó. Nó giật cái thò tè thò tay giật anh trong cái bóp á. À. Giật 300.000 không cần biết nó giật da. Đó, giờ cái anh nó ví dụ rồi anh nhỉ 10.000 rồi cái anh móc ra tờ giấy 200 với 500. Thôi, thang anh đứng chờ, ngồi chờ tôi lên đây tôi lỗi. Lên đây leo xe xuống trên đây. Khi Vinh Đen ở trên xe buýt thì luôn có một đối tượng tên Khâu chạy chiếc xe Way biển số 59N1-21536 bám theo như thế này để đón Vinh Đen tẩu thoát khi Vinh Đen vừa xuống xe buýt. 5 phút sau, bọn chúng lên xe buýt biển số 62L7468. Lần này, Vinh Đen giả là người của nhà thuốc Thiện Chí đóng trên đường Phạm Đình Hổ, phường 6, quận 6 để phát thuốc miễn phí. Bằng cây nhà lá dừa, không bán nhiều bệnh chỉ có tốn công mà không có tốn tiền. Dạ, dạ không có bán gì ai. Phát thuốc xong, những đối tượng này đi xin mỗi hành khách 1.000 đồng. Mọi người không ngần ngại lấy tiền ủng hộ. Khi thấy trong bóp của một phụ nữ tên Lê Thị Ngọc Mỹ quê ở tỉnh Long An có nhiều tiền, Vinh Đen lấy luôn kim tiêm dính máu dí vào mặt chị Mỹ. Quá sợ hãi, chị Mỹ vội đưa cho hắn 300.000 đồng. Lấy được tiền, đối tượng này tiếp tục quay kim tiêm qua hành khách ngồi bên cạnh, lấy hết số tiền trong bóp của họ. Chưa dừng lại, Vinh Đen thản nhiên đến chỉ kim tiêm vào mặt một sinh viên tên Dã để chấn lột tiền. Ngày 21 tháng 3 năm 2013, nhóm Vinh Đen đến bến xe buýt ở Bùng Binh Cây Gõ và ngồi khuất sau quán nước ven đường. Khi thấy xe buýt tuyến Chợ Lớn Long An chờ tới, Vinh Đen và đồng bọn tên Khang liền lên xe. Vừa lên xe, Vinh Đen và đàn em bắt đầu phát tờ quảng cáo. Thấy một hành khách chăm chú đọc, hai đối tượng này áp sát, dí kim tiêm vào ngực hành khách đòi tiền. Tài xế phụ và người thu tiền trên xe buýt đều thấy nhưng không dám lên tiếng. Trưa ngày 21 tháng 3, nhóm Vinh Đen tiếp tục lên xe buýt tuyến Chợ Lớn Long An, biển số 62L5128 từ bến ở Bùng Binh Cây Gõ. Vừa lên xe, Vinh Đen lấy ra một xấp giấy ghi 10 bài thuốc thần dược và một lốc thuốc Piromax cùng nhiều tấm tem thiếp ghi cơ sở thăm khám bệnh miễn phí, đưa cho hành khách và bắt đầu giả dạng thầy lang. Cái bài đầu tiên là cái bài chứng gió á, ổ của mắt cứng chồng. Cái bài thuốc này nguy hiểm lắm, các anh chị mình gần chợ đó, có chị mình ra chợ mua gần giường á là bước ra sau giường hái giùm anh cháu là hai cái thế, cái chua càng tốt, cái thế nằm phía của anh chị mình chắc lấy cái nước ha, rồi bỏ một chút muối bột cho quậy hòa tan ra cho người bệnh chứng gió uống. Một cụ già trả lại hai vị thuốc càng liền trở mặt. Chào má mày chết tao nè, mày nó lốn mày luôn á, mà học mày chết mẹ mày luôn. Tôi thấy có ba thằng à, hai thằng lên xe bán với một thằng chạy Honda không à, ở dưới nó đang ngay siêu thị á, ở siêu thị nó lên nữa, có khi nó ra đây nó lên nữa, thì nó lấy cái kim nó ra hù gặp sinh viên con gái dưới quê mà đi học rồi đi về đó, cho nhiều thấy mấy người tội nghiệp ghê, thấy đâu làm gì được nó. Chị thấy ở trên là có nhiều người
người ta phản ứng. Chị cũng sợ quá, chị tính nhảy xuống xe rồi không kịp thì nó mới cầm cái kim có ống máu ra, nó nói là mày không mua thì tao chích. Liên tiếp những ngày 24, 25 tháng 3, một băng nhóm khác do Hùng làm đại ca cũng xuất hiện ở khu vực này. Vào buổi chiều thì chuyển qua khu vực tuyến đường quốc lộ 1A, đoạn từ vòng xoay An Lạc đến Tân Kiên, Bình Chánh, Thành Nghề. Nhóm do Hùng cầm đầu thì có khâu chạy theo xe buýt để ứng cứu. Đến ngày 26, 27 tháng 3, những đối tượng này lại xuất hiện trước khu vực bến xe miền Tây. Có ít nhất hai băng nhóm chuyên dùng kim tiêm dính máu chân áp hành khách đi xe buýt trên nhiều tuyến. Trong đó, tuyến từ Bùng Binh Cây Gõ đi qua bến xe miền Tây, vòng xoay An Lạc, quận Bình Tân tới chân cầu Bình Điền, huyện Bình Chánh là khu vực băng nhóm này hoạt động trắng trợn nhất. Khi bị động, các băng nhóm này chuyển qua các tuyến xe buýt khác hoạt động. Trước đó đã có thời gian, các băng nhóm xuất hiện ở tuyến xe buýt đi An Sương và xe buýt chạy tuyến ngã tư Bình Nhật, Long An. Trung bình mỗi ngày, những băng nhóm này lên hàng chục tuyến xe buýt để cướp tiền. Cả hai băng nhóm này đều dùng chiêu bài bán thuốc, dùng kim tiêm dính máu để trấn áp khách. Thực chất, phát thuốc và lấy 1.000 đồng chỉ là cái cớ dụ hành khách mở bóp để chúng quan sát. Thấy ai có tiền thì rút ngay kim tiêm, dí vào mặt, vào ngực, cướp. Chiêu bài này dễ sống, làm chỉ khoảng 1 tiếng đồng hồ có thể thu về hàng triệu đồng, đã khiến cho những băng nhóm này thu nạp đàn em càng đông. Sau khi cướp được tiền, cả hai nhóm này đều thuê nhà trọ Hoàng Phụng trong khu cư xá Phú Lâm C mở rộng, đường số 3, phường An Lạc, quận Bình Tân, nghỉ ngơi. Và cứ thế, những băng nhóm này liên tục xuất hiện trên các tuyến xe buýt từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long An, Tầm Vu, Thanh Vĩnh Đông, Bến Lức, Gò Đen, Bình Chánh. Đã không ít hành khách là sinh viên, công nhân, người lao động nghèo bị cưỡng đoạt tiền trắng trợn. Thực trạng này đã tồn tại trong một thời gian dài và trở thành nỗi kinh hoàng của người dân.